Thưa quý vị, khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều quốc gia và các doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển hoạt động lên môi trường số. Do vậy, việc phát triển và đẩy mạnh chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết, giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp giành lợi thế và cũng là giải pháp cho các tổ chức doanh nghiệp mô hình truyền thống tiếp tục tồn tại và phát triển. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động, công ty nhiệt điện Mông Dương đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng mô hình số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Số hóa dữ liệu, số hóa quy trình là một trong những công việc đầu tiên mang tính chất quyết định cho sự thành công của công cuộc chuyển đổi số. Công ty nhiệt điện Mông Dương đang xây dựng và triển khai số hóa dữ liệu với mục tiêu một hạ tầng, một cơ sở, thống nhất trong toàn công ty với nền tảng hạ tầng chung thu thập dữ liệu của tất cả hệ thống hoạt động, quản trị cơ sở dữ liệu để phân tích hoạt động sản xuất của công ty. Chuyển hóa làm giàu cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh thu thập, khai thác, phân tích dữ liệu và kết nối với các hệ thống điều khiển, giám sát vận hành để nâng cao giá trị dữ liệu của công ty, đáp ứng mục tiêu của chuyển đổi số. Đối với công ty và tổng công ty Phát Điện 3 thì chủ đề chuyển đổi số năm 2021 là một chủ đề mang tính thời đại, mang tính chủ động. Công ty năm qua cũng đã thực hiện hoàn thành cái việc chuyển đổi số đối với các cái việc cập nhật trong các cái vấn đề quản lý kỹ thuật, phần mềm quản lý kỹ thuật, trong công tác nhập dữ liệu của phần tài chính kế toán, rồi quản lý kho vật tư. Ngoài ra thì còn có cái chương trình đưa các cái bài giảng e-learning cho các cái đơn vị vận hành để thực hiện, để giảm thiểu cái thời gian mà học cũng như là làm bài. Và đến nay thì công ty đã hoàn thành tốt cái việc chuyển đổi số của năm 2021. Tại nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 trước đây, việc ghi nhật ký vận hành và bảng thông số bằng tay như trước đây làm cho trưởng ca, trưởng kíp và lãnh đạo các phân xưởng vận hành khó khăn trong việc kiểm soát thông tin và điều tra phân tích sự cố để ngăn chặn các sự cố lặp lại, giúp cho nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành. Đồng thời, việc lưu trữ bảng cứng khi cần tra cứu, phân tích thông tin cũng mất rất nhiều thời gian rà soát và khó thống kê để làm cơ sở xây dựng chuỗi số liệu dự báo về thiết bị. Vì vậy mà công ty nhiệt điện Mông Dương đã ứng dụng công nghệ thông tin từ khâu này. Trong lĩnh vực môi trường, việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý cũng được công ty nhiệt điện Mông Dương đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, năng suất lao động. Đối với hệ thống quản lý của công ty thì khi chưa có cái việc thực hiện chuyển đổi số thì các cái thông số được ghi chép trên các cái sổ cứng, các cái sổ nhật ký vận hành và sổ theo dõi các cái thông số về môi trường. Thế thì đến nay thì cái việc chuyển đổi số là được đưa lên hệ thống các cái thông số mà online về môi trường. Do vậy là trong quá trình mà vận hành các cái sự hệ thống về hệ thống quan trắc cũng như hệ thống giám sát và các cái quan trắc của môi trường ấy, thì đến nay đưa lên thì khi mà người vận hành theo dõi giám sát trực tiếp các cái thông số vận hành và trong quá trình có các cái cảnh báo khi mà cái hệ thống gần tới mức vi phạm thì người vận hành có thể can thiệp ngay vào hệ thống và thiết bị để giảm thiểu tối đa cái có thể xảy ra về sự cố về môi trường. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo mô hình số hóa và chuyển đổi số tại công ty nhiệt điện Mông Dương, bước đầu đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong các hoạt động, giúp giảm chi phí, tăng kết nối và dễ dàng phối hợp công việc, tạo ra môi trường công tác thuận lợi, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà máy số, con người số, theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 đã đề ra.